chào các bạn. Hiện tại mình sẽ test game Pokemon trên Samsung Galaxy S7 Prime và hiện tại mình đang để chế độ sáng là không quá sáng cũng không quá tối mà đã auto. Đây, các bạn nhìn nó ngoài trời và hiện tại trời thì đang không có nắng. Mình sẽ mở game Pokemon lên nè. Đây nó đã loát vào rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng đi bắt Pokemon. Có vẻ là chả có không Pokemon nào cả. Ây da, nó có vẻ rung rung. Đây rồi, một em cái nào thả banh. Quá lẹ luôn. Sao kỳ vậy, vẫn chưa bắt được luôn. Rồi đấy thì đấy, cô hồn là nó bóp càng dữ vậy không biết nữa. Đưa qua đây.